này xá lợi tử vì nhĩ giới rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán vì thanh giới nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán này xá lợi tử vì tĩ giới rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán vì hương giới tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Này xá lợi tử, vì thiệt giới rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Này xá lợi tử, vì thân giới rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Này xá lợi tử, vì ý giới rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán, vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán.